Đây là một ký bò Kobe rất vàng, cái này có giá là 36 triệu. Cái này là phần thân nội của bò Kobe. Một ký đúng không anh? Một ký đúng là... rồi, cái này là một ký 36 triệu. Em quay lại nha. Đẹp quá. Đây là cái món bò Kobe giác vàng nổi tiếng nhất hiện nay. Vì quá mê em nó mà tôi phải bay từ Phú Quốc vào tận Sài Gòn để ăn đây. Thì em nó được làm bằng thịt bò Kobe chuẩn Nhật Bản 100% nha các bạn. Cái vàng á, là vàng lá Gomez, được nhập khẩu từ Đức, được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm chuẩn từ châu Âu. Thì cái món này có giá là 3 triệu đồng cho 100g nha các bạn. Hai người ăn được vô tư luôn. Hôm đó thì tôi đi ăn hai người mà ăn là cũng khá là ok đấy. À, cái clip mà thánh đất muối mà các bạn coi á, thì chỉ là bò Mỹ thôi. Còn dân Việt Nam mình á, không chơi thì thôi, chơi là phải chơi bò thượng hạng Kobe chuẩn Nhật Bản luôn nha. Nhà hàng này á, là thành viên của Hiệp hội bò Kobe Nhật Bản, nên các bạn yên tâm về chất lượng cũng như về độ uy tín của sản phẩm. Địa chỉ á, là 456 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Rủ bạn bè đi ăn đi. Tôi đảm bảo là ăn món này là bao may mắn luôn, trừ u ma bệnh tật luôn, ăn ngon cực kỳ, vậy nha. Chơi đứng em, bây giờ sẵn lại nha, cho người ta làm nha, không lửa nha. Em lên cho dầu quá. Rồi, vàng, vàng thật không sợ lửa rồi. Vàng thật, vàng thật. 100% vàng thật đúng không chú? Đúng rồi. Đây là phần sườn bò Wagyu Nhật Bản nướng mọi nhé các bạn. Món nó rất thơm ngon. Xét nướng rồi mà đùi mông mà thì một phần như vậy là cho tầm 10 người ăn đó em. Món chỉ là chỉ 3 triệu. Wow, món gì vậy mọi người? Bò dòi mông cổ. Wow, đi rồi. Ồ, món này món gì vậy? Dạ, cái này là bắp bò, cái này mình ăn kèm với lẩu bò mông cổ à. À, còn gì nữa ra? Ui, cái này cái gì bò gì ngon quá vậy? Dạ, cái này là thân nội Kobe à. Thân nội Kobe chỉ nhân mở là bà BF12. Ồ, nhìn đẹp quá. Là còn của phép là còn bò. Có giác vàng hả vậy? Dạ, cái này áp chảo tại bàn là steak. 108 vị với cái này bên trong là nhân bò Wagyu. À. Cái này có giác vàng không? Phân mỡ rất là đẹp. Bây giờ phục vụ sẽ nấu sẵn và đưa lên bàn cho khách dùng. Fly me to the moon and let me play.
faith among the stars. Let me see what spring is like on